lời đầu tiên cho phép Thu Quyên thay mặt cho các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục và đào tạo xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Hoành Bồ năm 2017 của ngành giáo dục và đào tạo với chủ đề Hoành Bồ hành trình 70 năm anh hùng và phát triển gồm các tiết mục: 1. Top ca nam nữ liên khúc 2 bài hát Dấu chân phía trước sáng tác Phạm Minh Tuấn và bài hát Lá cờ đảng sáng tác Văn An. 2. Múa tự biên Hào khí quê hương do tập thể nam nữ thể hiện. 3. Song ca nam nữ bài hát Bài ca thống nhất sáng tác Võ Văn Di do Nam Phương và Thụy Vân thể hiện. 4. Đơn ca nữ Cô giáo bản vùng cao sáng tác Hoàng Văn Tiến do Lan Phương thể hiện. 5. Kịch tự biên Miền Sáng do tập thể nam nữ diễn viên thể hiện. 6. Hợp ca liên khúc 2 bài hát Việt Nam ngàn năm gấm hoa sáng tác Mai Kiên, bài ca Non sông sáng tác Vũ Duy Cương. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Từ buổi bình minh của lịch sử, nhân dân Hoành Bồ đã trải qua quá trình đấu tranh anh dũng chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên và xâm lược thống trị của phong kiến phương Bắc. Kế tiếp truyền thống tốt đẹp đó, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, quân và dân Hoành Bồ một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ, sớm trở thành một trong những khu căn cứ cách mạng quan trọng. Quân và dân Hoành Bồ anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, mang lại sự bình yên cho quê hương.
chiều dài đất nước. Cười đàn bồ câu lặng trong vàng tươi, người Việt Nam.
tiền chơi quê ta, dù vang tiếng ca Bắc Nam một nhà vui một nhà mang tiếng hò. Văn hóa tình nguyện làm những người thầy cõng chữ lên non, cùng bà con nhân dân các xã vùng cao xây dựng phát triển quê hương Hoành Bồ nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ hội nhập đổi mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngắn. Kịch ngắn Miền Sáng với các vai diễn: Chính Dân trong vai trưởng bản, Quốc Hưng trong vai anh Quý, Mạnh Cường trong vai Thành con anh Quý, Thu Hằng trong vai vợ anh Quý, Thanh Hoa trong vai cô giáo, Hồng Quyên trong vai Quyên hướng dẫn viên, Trần Nam trong vai thầy cúng, Công Hoàn Thanh Trầm trong vai khách nước ngoài, Duy Đông trong vai lái xe. Sau đây vở kịch xin phép được bắt đầu. Rumbala Yên linh linh địa linh linh. Hỡi con ma rừng, ma Mỹ ma Pháp, nghe ta nói đây, hãy về đây nhận lấy nào gà nào xôi, rồi tha cho vợ con thằng